Chương 442, Đạt Bảy. Nội dung chứa trong ảnh. Chương 443, Mắt Câu. Phong Liệt dẫn theo ba người đi lung tung khắp rừng núi, giống như hoảng loạn chạy bừa, cuối cùng tiến vào trong một sơn cốc ba mặt bị phong kín. Ba người trên không thấy vậy đều không khỏi vui vẻ trong lòng. Ha ha ha, Phong Liệt tiểu tặc quả đúng là tự gây nhiệt không thể sống. Lam Vân Điệp nhõng nhẽo cười liên tục. Hừ! Tiểu gia hỏa, ta xem lần này ngươi muốn trốn đi đâu. Lôi hạo thiên cùng một tên ma long vũ giả khác cũng kích động không thôi, tốc độ nhanh hơn vài phần. Tốc độ của phong liệt khiến ba người cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng giờ hắn lại tự mình chui đầu vào một hẻm chết. Trong mắt ba người chẳng khác nào tự đào một phần. Ba người ở trên không đều nhìn rất rõ, Sơn cốc này không lớn, lại chỉ có một lối ra, những phía khác đều là dốc đứng, đối với người không biết phi hành như phong liệt thì quả thực là tuyệt địa. Cơ hồ ngay khi phong liệt tiến vào trong tiểu cốc, ba người Lam Vân Phượng, Lôi Hạo Thiên đều hạ xuống miệng cốc, phong tỏa đường lui, sau đó kéo ra khoảng cách, tiến nhanh vào trong, ý định bắt ba ba trong hũ. Mà phía trước, phong liệt đi tới cuối cốc, tự hồ vào đầu bức tai, cảm giác được ba gã cao thủ ngày càng tới gần, càng thêm tuyệt vọng thậm chí còn ngửa mặt lên trời trống lớn một tiếng, ta à, ông trời đáng chết đây là người bức lão tử tiến vào tuyệt lộ phong liệt ta không cam lòng biểu lộ tâm tình hành động đều không chút sơ hở sau một khắc ba gã thần thông cảnh khí thế kinh người đã tiến tới gần phong liệt ba mươi trượng vây phong liệt ở trong hào khí ngưng trọng tình huống lúc này có phần quỷ dị ba người lam vân điệp lôi hạo thiên đều muốn lập tức xông lên giết chết phong liệt, sau đó cầm bảo giáp chạy trốn, nhưng đồng thời kiên kỵ hai người khác, trong lúc nhất thời bước chân trì trệ, ánh mắt lập lệ bất định. Hư! Tiểu súc sinh! Khi ngươi giết tỷ tỷ cùng cháu ta thì có nghĩ tới một ngày này hay không? Lam Vân Điệp quát lạnh một tiếng, nói với hai người ở phía xa, hai vị, tiểu tặc này có thù không độ trời chung với ta, ta nhất định phải tự tay giết hắn mới hả giận kính xin hai vị cho ta một cái mặt mũi về phần luyện hồn ma khải chờ ta giết tiểu tặc kia sau đó định đoạt như thế nào trong lòng lôi hạo thiên âm thầm hừ một tiếng sao hắn không biết nữ nhân này có chủ ý gì một khi lam vân điệp giết phong liệt tám chín phần mười luyện hồn ma khải sẽ rơi vào tay nữ nhân này đến lúc đó muốn thu hồi rất khó chí bảo trước mắt đừng nói hắn và lam vân điệp chỉ có chút quan hệ cho dù là nhân tình thì hắn cũng sẽ không nhường vì vậy hắn liền mở miệng nói, làm sư muội. Vân Phượng trước đây đối với Tại Hạ có thể nói là tình cảm sâu nặng, hôm nay Tại Hạ vì nàng báo thù cũng có thể nói là nghĩa bất dung từ. Hư. Lam Vân Điệp trong lòng thầm giận, tỷ tỷ của nàng là hạng người gì nàng đương nhiên hiểu rõ, có thể nói là không có ba nghìn thì cũng có ba trăm nam nhân, tuy rằng từng cùng lôi hạo thiên song phi, nhưng sao có thể xưng là tình cảm sâu nặng chỉ có điều mặc dù nàng biết đây chỉ là lôi hạo thiên kiếm cớ nhưng cũng không làm gì được. Mà lúc này, tên ma long vũ giả còn lại khinh thường cười một tiếng, giọng khang khang nói, hắc hắc, vẫn là cùng ra tay đi, những người khác cũng sắp tới rồi. Thiên chấn Trong nháy mắt khi dứt lời, tên ma long vũ giả này không chút do dự thi triển ma long đại thần thông thiên chấn. Ngay lập tức, một đạo long ảnh bàn bạc hiện ra, không gian có phần lắc lư, tất cả núi đá có cây xung quanh đều hóa thành bụi phấn, uy thế khủng bố nhanh chóng khuếch tán ra. Nhìn tư thế này, chẳng những là phong liệt mà ngay cả Lam Vân Phượng cùng Lôi Hạo Thiên đều bị cuốn vào. Chết tiệt! Diệt thế thần trảo! Gào quần! Sắc mặt Lam Vân Điệp giận dữ. Không dám có chút do dự, vội vàng thi triển diệt thế thần trảo, sẽ rách tất cả những thứ xung quanh, tấn công về phía tên ma long vũ giả kia, một cổ khí tức hủy diệt kinh khủng tràn ngập khắp tiểu cốc mà bên kia lôi hạo thiên cũng không yếu thế định thi triển lôi long đại thần thông ngăn địch phong liệt nhìn một màn này cũng có phần ngoài ý muốn hắn vốn định tế ra luyện hồn ma khải gắn gượng chống đỡ trong chốc lát không ngờ ba người lại đánh nhau trước chỉ có điều hắn cũng không dám coi thường tranh thủ thời gian tế ra luyện hồn ma khải đồng thời biến thành hắc ám chi thân giấu mình trong một đoàn sương mù đen mà đúng lúc này bên ngoài đột nhiên yên tĩnh trở lại, không có diệt thế ngũ trảo cũng thiên chấn ma long va chạm kinh thiên, cũng không có tiếng lôi minh nữa. Phong liệt trong lòng khẽ động, vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy ba người lam vân điệp, lôi hào thiên đã thu liễm uy thế kinh thiên, vẻ mặt kinh ngạc kiểm tra thân thể mình. Đây, đây là chuyện gì? Kinh mạch của ta độc, trúng độc, đáng chết. Sao ta có thể trúng độc? Sắc mặt ba người thảm biến, kinh hãi dị thường, liên tiếp uống vào từng hạt thánh đang giải độc, nhưng xem bộ dạng của bọn họ thì không có công hiệu gì. Phong Liệt thấy như vậy, trong lòng liền hứng khởi, hắc hắc, hiệu quả Lạc Tiên thảo thực không tồi nha. Trong dự tính của Phong Liệt thì chỉ cần khiến một tên cao thủ thần thông cảnh trong số đó trúng độc đã coi như thu hoạch lớn. Nhưng vào giờ khắc này cả ba tên cao thủ thần thông cảnh đồng thời trúng độc, hiệu quả của Lạc Tiên thảo đã vượt xa mong muốn của hắn. Thực tế điều khiến Phong Liệt kinh ngạc chính là quanh thân ba tên cao thủ thần thông cảnh đều có một tầng cương khí hộ thể nhưng cũng không thể ngăn cản được độc tính của lạc tiên thảo xâm nhập. Giờ khắc này trong lòng Phong Liệt quả thực nở hoa. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài tiểu cốc vang lên tiếng bước chân dần dập, từng đạo lưu quan từ phía chân trời cũng ngày càng gần, chỉ sợ không bao lâu sau đại quân Long Vũ giả khổng lồ kia sẽ tràn vào trong tiểu cốc này. Phong Liệt mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng không dám trì hoãn nữa, hắn vung đại thương trong tay, chung quanh lập tức xuất hiện chính đạo long ảnh khí thế cuồng bạo, gào thét không ngừng. Gào quầm. Gào quầm. Gào quầm, quần long trụy nhật. Đi. Theo tiếng quát của phong liệt, chính đạo long ảnh lập tức bắn về phía ba người Lam Vân Điệp, lôi hào thiên. Hiện giờ tu vi của phong liệt đã đạt tới cương khí cảnh nhị trọng thiên. Sau khi biến ảo hắc ám chi thân thực lực đã không kém cường giả thần thông cảnh sơ kỳ, mà phong ma đại thương lại tăng uy lực chiến kỹ thiên cấp quần long trụy nhật lên tới 9 lần. Có thể nói hiện giờ uy lực một kích của phong liệt đã không kém cao thủ thần thông cảnh trung kỳ chút nào, uy lực kinh người. Ba người Lam Vân Phượng bị ảnh hưởng độc tính của lạc tiên thảo, sắc mặt vô cùng khó coi, chất độc này quả thực họ mới nghe lần đầu, quá mức quỷ dị. Nếu nói hạ độc đương nhiên độc long vũ giả am hiểu nhất, chỉ có điều cho dù độc của độc long vũ giả cũng có dấu vết để lần theo nhưng giờ khắc này, độc tính của lạc tiên thảo không màu không mùi, hơn nữa không phát hiện ra tung tích trong cơ thể, muốn giải độc cũng không được. Đúng lúc này, chính đạo long ảnh khí tức cùng bọa đã đánh tới gần ba người, rất công bằng, mỗi người ba đạo. Chương 444, Tình thế tốt đẹp Nội dung chứa trong ảnh chương 445, ma ngâm, sao có thể vậy? Vì sao kinh mạch của ta mất đi tri giác? Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Chết tiệt. Tránh ra cho lão tử. Ta muốn đi ra ngoài. Ai dám ngăn ta, chết. Chết. Tất cả đều chết đi. Mọi người trong hát vụ điên cuồng gào thét, đào kiếm trong tay mặc dù không có nguyên lực nhưng cũng không ngừng vung vẩy chém những ai dám tới gần. Chỉ có điều những tiếng động này chỉ có một người nghe được, những người khác chỉ cảm thấy tỉnh mịch tới cực điểm. Hắc ám, tỉnh mịch, trúng độc, hỗn loạn, trong lúc nhất thời tất cả long vũ giả trong tiểu cốc đều cảm thấy bất an. Trong gà hóa quốc, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi. Mặc dù là ai cũng không ngờ được mình tới đoạt bảo lại rơi vào tình cảnh này. Hắc hắc. Đã tới thời điểm thu hoạch rồi. Phong liệt cười lạnh vài tiếng thân hình lập lòe vài cái liền xuất hiện ở miệng cốc tiếp theo hắn tạo thành một khe hở không gian lớn trước người chậm rãi tiến về phía trước giữa đoàn người hỗn loạn từng tên từng tên cao thủ mưu tính ra ngoài không chút phản kháng tiến vào trong không gian long ngục ba tên năm tên mười tên mười, tên, mười sáu tên ba mươi tên sáu mươi một trăm chỉ trong chốc lát phong liệt đã thu hơn hai trăm người vào trong không gian long ngục những người này cũng không ít kẻ không trúng độc chỉ có điều không hề trở ngại tới việc phong liệt ra tay tất cả đều tiến hành thuận lợi sau một hồi người trong sơn cốc thưa thớt hơn không ít đều tự động tản ra khiến cho kế hoạch của phong liệt có phần gặp phải phiền toái chỉ có điều phong liệt cũng không hề khó chịu tình thế hôm nay đã quá tốt thu hoạch chậm một chút cũng không sao đúng lúc này từ bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào hả mau nhìn hai cao thủ thần thông cảnh kia cũng tiến vào chỉ e luyện hồn ma khải sẽ rơi vào tay họ chứ không ai khác ách sao ta cảm thấy bọn họ như đang ngã xuống đúng vậy nha không thấy sắc mặt hai vị tiền bối kia không tốt sao ai hát vụ này cũng quá kinh khủng yên tĩnh tới đáng sợ sao từ nãy không thấy ai đi ra chẳng lẽ tất cả đều gặp chuyện không may người bên ngoài cũng dần dần nhận ra có chút không thích hợp nhưng cũng không ai dám tiến vào trong hát vụ. Phong liệt nghe tiếng nghị luận bên ngoài, lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy hai tên cao thủ thần thông cảnh trên không trung đang rơi tự do xuống, trên mặt đều hiện vẻ khiếp sợ không thôi. Ô! Ha ha! Thu hoạch lớn nha! Phong liệt không khỏi mừng rỡ không thôi, hắn không thể chờ được sông tới, trước khi hai cao thủ thần thông cảnh rơi xuống, tạo ra đại môn long ngục cho hai người hai tên cao thủ thần thông cảnh kia không có nguyên lực chèo chống đã không thể ngự không phi hành, chỉ đành ngã xuống, rơi vào trong hắc vụ nồng đầm. Không ngờ trong hắc vụ lại có một khe hở lớn chờ họ. Vì vậy không chút lo lắng, không hề phản kháng rơi vào bên trong. Thu được hai tên cường giả thần thông cảnh, lại cộng thêm ba người Lam Vân Điệp, Lôi Hạo Thiên, lúc này trong không gian Long Ngục đã nhốt năm tên cường giả thần thông cảnh, quả thực khiến Phong Liệt vui sướng không thôi chỉ cần tiến vào trong không gian long ngục, cho dù cao thủ hóa đang cảnh mạnh mẽ như hỏa mãn vương cũng không làm gì được, mấy tên cao thủ thần thông cảnh này càng không có khả năng làm được trò trống gì, huống chi vẫn bị độc tính phát tác, phong liệt nắm chắc 10 phần thu thập được bọn họ. Lúc này trong tiểu cốc ngoại trừ còn thừa hơn 200 người. Cẩn thận di chuyển bên trong hắc vụ không phân biệt được đông tây nam bắc, thỉnh thoảng có người trúng độc, vừa sợ vừa giận nhưng cũng không thể làm gì. Phong Liệt thấy vậy trong lòng càng thêm vui mừng, hắn muốn thừa cơ hội này hốt gọn một mẹ tất cả người trong cốc. Những người này mặc dù tu vi phần lớn đều là cương khí cảnh, kém hơn cường giả thần thông cảnh không ít, nhưng cũng coi là một cổ thế lực không tầm thường, làm bia đỡ đạn cũng không tồi. Hiện giờ mình có phiền toái cuốn thân, nhiều thêm một phần lực lượng liền có thể nắm chắc bảo vệ tính mạng hơn, điều này có ai không muốn. Huống chi cường giả thần thông cảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu nha nhưng đúng lúc đó Phong Liệt lại cảm thấy bất an. Giống như có một đầu quỷ vật cường đại đang ngủ say gần đó đang chậm rãi thức dậy, trong thiên địa dần dần xuất hiện một tia âm khí. Phong Liệt vội vàng đảo mắt nhìn bốn phía, cũng không phát hiện ra nơi phát ra cảm giác nguy hiểm này nhưng quả thực là nó có tồn tại. Ngay khi Phong Liệt đang kinh nghi bất định thì phía trên tiểu cốc đột nhiên vang lên một tiếng nổ động trời. Âm âm. Theo tiếng nổ này vang lên, Tất cả mọi người ở dưới đều cảm thấy trời đất chấn động, tâm thần kinh hãi. Ngay sau đó, vách núi phía đông tiểu cốc liên tiếp đất đá rơi xuống, chôn sống hơn 10 tên võ giả ở dưới. Đồng thời, có một cửa động hiện ra trên đó. Một cổ âm khí kinh thiên động địa tràn ra, lan tỏa trong thiên địa, khiến mọi người trọng phạm vi hơn 10 dặm đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Ngao hống. Sau đó, một tiếng quỷ khiếu thê lương từ trong hát động truyền ra vang vẳng trong tiểu cốc hồi lâu không thôi bên trong tiếng trống này có một cổ tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ giống như thanh âm nhiếp hồn uy thế kinh người vô số đất đá cỏ cây trong tiểu cốc bị tiếng gầm này chấn thành bụi phấn thậm chí ngay cả những vỏ giả kia cũng thất khiếu chảy máu đua nhau ngã xuống đất mất mạng giờ khắc này phong liệt cũng kinh hồn tán đảm mặc dù giờ hắn đã biến ảo hắc ám chi thân lại có luyện hồn ma khải hộ thể nhưng thiếu chút nữa cũng bị một tiếng gầm này khiến hồn phi phách tán đầu choáng mắt hoa thân hình lão đảo kỳ thật may mắn hắn có được chí bảo luyện hồn ma khải có lực phòng ngự mạnh mẽ về cả nguyên lực lẫn hồn lực nếu không với khoảng cách gần như vậy cho dù là chiến giáp huyền bảo cửu phẩm dưới uy lực của một tiếng gầm kia cũng nhất định phải chết bà mẹ nó rốt cuộc đó là thứ quỷ gì phong liệt cắn đầu lưỡi lập tức tỉnh táo vài phần nhưng trong lòng hoảng sợ không thôi. Chỉ có điều hắn không biết rốt cục là quỷ vật gì xuất thế nhưng cảm giác bản thân mình tuyệt đối không thể chống lại thứ này. Tiếp theo, hắn không chút do dự thu lại hắc vụ, lập tức trốn vào không gian long ngục, biến mất không thấy. Thứ đó chưa đi ra, chỉ cần gầm một tiếng đã khiến vô số người chết, thế nên hiện giờ trong tiểu cốc chỉ còn một mình Phong Liệt may mắn sống sót, nếu là đợi thứ đó xông ra, e là muốn chạy cũng không kịp. Trong mắt Phong Liệt muốn xem nào nhiệt thì đứng trong không gian long ngục vẫn an toàn hơn một chút. Ngay khi phong liệt biến mất, trong tiểu cốc lập tức hiện ra thi thể ngổn ngang, tất cả mọi người đều do thất khiếu chảy máu mà chết, không ai còn sống, thậm chí ngay cả linh hồn cũng hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, chẳng những bên trong tiểu cốc mà thậm chí những võ giả thực lực thấp kém bên ngoài tiểu cốc cũng bị chấn động, thổ huyết mà chết, những người còn sống cũng kinh hãi không thôi. Trời ơi! Hẳn là chúng ta quấy rầy một vị cao nhân ẩn tu. Nhanh trốn thôi. Tiền bối tha mạng. Chúng ta không cố ý mạo phạm ngài. Chỉ là gầm một tiếng đã có thể đánh chết mấy trăm người, cường giả như vậy chúng ta có thể chống lại sao? Mẹ nhà nó. Sao lại xui xẻo như vậy? Lão tử bỏ luyện hồn ma khải. Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Chương 446: Kinh sợ 1. Một vài người đang do dự có xông vào trong hắc vụ bắt lấy phong Liệt hay không giờ thấy tình hình có điểm bất ổn lập tức vội vàng chạy trối chết, tốc độ còn nhanh hơn khi tới vài phần. Mà mấy đạo lưu quang rực rỡ trên bầu trời cũng lơ lửng giữa không trung không dám tiến tới, trong mắt hiện vẻ hoảng sợ vô cùng. Hầu như trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm xung quanh tiểu cốc không còn ai sống sót, chỉ để lại vô số thi thể chỉ có điều đại đa số mọi người đều không đi xa, chỉ từ xa ngóng xem thấy nào, đứng trên các vị trí cao muốn chứng kiến phong phạm cao nhân. Mà giờ khắc này phong liệt ở trong không gian long ngục cũng vừa lưu ý tình hình bên ngoài, vừa kiểm kê thu hoạch lớn lúc nãy. Lại nói tiếp, sau khi bắt được đám người Lam Vân Điệp tới giờ cũng chỉ vẻn vẹn thời gian một phút đồng hồ mà thôi. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy bên trong không gian long ngục ngoại trừ phong tiểu đao thì lại xuất hiện thêm 237 tên cao thủ. Trong đó cao thủ thần thông cảnh có 5 người, cao thủ cương khí cảnh có 182 người, còn lại 50 người đều là long vũ giả chân khí cảnh. Nhìn những người này phong liệt không khỏi đắc chí, nếu cổ lực lượng này do bản thân điều động vậy mình muốn chiếm một nơi ở thiên long thần triều sống an ổn cũng không phải việc khó. Đương nhiên trong lòng phong liệt cũng hiểu rõ muốn khiến đám gia hỏa kiêu ngạo này hoàn toàn phục tùng căn bản là không thể nào, cần sử dụng một chút thủ đoạn mới được. Tư ừ nếu như bên ngoài tạm thời không có động tĩnh vậy trước hết ta thu phục nhóm nô lệ này. Phong liệt mỉm cười, trong lòng quyết định chủ ý, giờ khắc này từng tên Long vũ giả đang chiếm một phần đất trống riêng, sau đó thi triển thủ đoạn của bản thân định giải độc tính của lạc tiên thảo. Có vài người không trúng độc thì chạy bốn phía trong không gian long ngục, muốn tìm đường ra, đào kiếm trong tay sát khí nồng đậm. Toàn thân đề phòng. Lúc này phong tiểu đao đang ở trong góc, âm thầm quán ác đám người xung quanh, trong lòng cảm thấy hoảng sợ đồng thời cũng có một tia hưng phấn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới phong liệt to gan lớn mật tới mức này thoáng cái bắt được mấy trăm tên cao thủ thậm chí trong đó còn có năm tên cường giả thần thông cảnh thực lực cường hoành nên nhớ những người này xuất thân từ những thế lực khác nhau nhất là trong đó có ít nhất một nửa số người xuất thân từ thập đại chân long giáo phái lúc này mặc dù hắn có lòng muốn giúp phong liệt thu phục những người này nhưng cũng biết bản thân không có bổn sự khiến mấy trăm người thần phục cho dù giờ đại đa số mọi người đều trúng độc nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bằng không kết cục lớn nhất của hắn chính là bị đám đông xé thành mảnh nhỏ có ai không chủ nhân nơi này mau cút ra đây nói chuyện dấu đầu lộ đuôi đâu tính là bổn sự đúng vậy có bản lĩnh thì ra đây để mọi người chứng kiến con bà nhà nó không ngờ được lão tử lại dính bẫy kẻ này đừng để lão tử biết là ai làm nếu không ta nhất đính sẽ khiến kẻ đó muốn sống không được muốn chết không xong vài tên đại hán thực lực vẫn còn trong tay cầm đao kiếm không ngừng gào thét phát ngôn bừa bãi bộ dạng lão tử là đệ nhất thiên hạ mặc dù rơi vào khốn cảnh cũng không sợ chút nào âm một tiếng nổ rung động đất trời một tấm bia đá màu xanh cực lớn rơi xuống giữa không gian long ngục chạm trời thấu đất lớn tới ngàn trượng ở trên bốn có bốn chữ lớn màu máu tỏa ra khí tức uy nghiêm cùng lúc đó một cổ chấn nhiếp đến từ linh hồn và huyết mạch bao phủ tất cả mọi người ở trong không gian long ngục trong lúc nhất thời tất cả mọi người không tự chủ được tâm thần kinh hãi thậm chí muốn quỳ xuống cúng bãi ánh mắt hoảng sợ nhìn lên hí kha zét 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 đây, đây đây là thứ gì trấn long thiên bia đây nhất định là một kiện gì bảo viễn cổ có thể là một kiện chí bảo nha trời ơi chủ nhân không gian này là phong liệt mau nhìn đó là phong liệt đây rốt cục là có chuyện gì sau khi mọi người khiếp sợ đều thấy được trên thiên bia có một thân ảnh trẻ tuổi phong liệt ngay lập tức tất cả đều ngạc nhiên tới sững sờ phần lớn bọn hắn đều mơ hồ xông vào tiểu cốc, ngay cả chứng kiến phong liệt cũng chưa từng đã bị hắc vụ vây quanh, sau đó lại trúng độc, cuối cùng tiến vào không gian long ngục. Tất cả mọi người đều cho rằng đó là do cường giả tuyệt thế ra tay, nhưng chưa từng nghĩ tới người sau màn lại chính là một tiểu gia hỏa cương khí cảnh sơ kỳ như phong liệt, đây quả thực khó mà tin nổi. Lúc này, phong liệt mặc một thân áo đen, hai tay chấp sau lưng, từ trên cao nhìn mọi người. Trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt hoan nghênh các vị tới địa bàn của phong liệt phong mổ vinh hạnh tiếp đón phong liệt âm trầm cười nói thanh âm ẩn chứa nguyên lực chậm rãi phiêu tán trong không trung truyền vào tai mỗi người tiểu tử phong liệt chớ giả thần giả quỷ có bản lĩnh xuống đây đánh với đại gia đại gia ta khẳng định đánh ngươi răng rơi đầy đất ngay khi phong liệt vừa dứt lời một tên đại hán hung lợi cầm đại đao răng cưa không nhịn được mắng lớn người này tu vi cương khí cảnh cửu trọng thiên khí thế hùng hậu xem bộ dạng thì hiển nhiên là không bị trúng độc phong liệt nếu ngươi thức thời thì mau mở không gian để chúng ta rời đi chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn đối địch với mấy trăm người chúng ta sao quả thực là không biết lượng sức mình phong liệt mau mở không gian ra sau đó dâng lên luyện hồn ma khải có lẽ chúng ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết sau khi sững sờ tất cả mọi người đều giận dữ nổi nóng, nhưng đều không biến sắc, cho dù là đã rơi vào trong bẫy của phong liệt nhưng họ đều không sợ hãi. Dù sao trong mắt họ phong liệt cũng chỉ là một tên long vũ giả cương khí cảnh nhị trọng thiên nhỏ bé mà thôi, trong đám người này thực lực đều cao hơn phong liệt. Chớ nói tới là còn năm cường giả thần thông cảnh. Mặc dù đại đa số đều không thể vận dụng nguyên lực, nhưng họ vẫn không sợ, nhiều người như vậy mỗi người chỉ cần phun một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết phong liệt xem bộ dạng này nếu không phải phong liệt đứng trên cao trấn long thiên bia có phần thần bí e là đám người này đã xông lên chém hắn thành tám đoạn thậm chí ngay cả phong tiểu đao cũng không quá xem trọng chủ nhân của mình đứng ở bên ngoài nhíu mày không thôi ha 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 thực sự quá buồn cười các ngươi vẫn chưa biết tình cảnh của mình sao được vậy lão tử sẽ đánh thức các ngươi dậy phong liệt không nhịn được cười lớn nói ánh mắt hắn dần dần lạnh lẽo, trong lòng ngẽ động, chỉ thấy tầm một tiếng, trấn long thiên bia to lớn chấn động ầm ầm, một cổ hấp lực khổng lồ tỏa ra, bao phủ toàn bộ không gian long ngục. Giờ khắc này mọi người đều cảm nhận rõ ràng nguyên lực trong cơ thể sói mòn rất nhanh, không đơn thuần là nguyên lực, ngay cả tinh hoa huyết nhục trong cơ thể cũng giảm bớt, cổ hấp lực này quỷ dị vạn phần, có thể nói là khủng bố. Chương 447: Kinh sợ. Nội dung chứa trong ảnh. Chương 448: Thu phục. Ở thời đại Viễn Cổ Chân Long, thập đại chủng tộc Chân Long khi đang diễn ra đại chiến một khi thất bại thì toàn bộ lạc đều phải nhận đối phương làm chủ, cả đời làm nô, cho nên từ thời Viễn Cổ thì khế ước nhận chủ cũng rất phổ biến, cũng tương đối hữu hiệu một khi thành lập khế ước sinh tử của nô bộc đều bị chủ nhân thao túng trong lòng chỉ cần có một ý niệm bất lợi với chủ nhân vậy sẽ lập tức bị chủ nhân cảm ứng được cho dù cách xa nhau nghìn vạn dặm cũng chỉ cần một ý niệm của chủ nhân là có thể quyết định sinh tử của nô bộc chỉ có điều sau khi thời đại chân long kết thúc những khế ước cổ xưa này sớm đã thất truyền hiện giờ chỉ còn ghi chép trong những sách cổ hiếm có mọi người phía dưới vốn đều cho rằng chỉ cần tỏ vẻ thuần phục với phong liệt là được sau khi thoát khỏi không gian này trở mặt cũng không muộn nhưng đòn này của phong liệt khiến kế hoạch của chúng chết từ trong trứng nước tất cả mặt xám ngoét như tro phong liệt nhìn sắc mặt của mọi người trong lòng cười lạnh không thôi tốt rồi thời gian đã tới ai muốn mạng thì tiến lên trước dựa theo khế ước này nhận phong mổ làm chủ người nào muốn chết cũng được phong tiểu đao tiếng họ lên đường phong liệt lạnh nhạt nói vâng công tử. Phong tiểu đao lên tiếng đáp, trong tay cầm một thanh loan đao màu bạc hình dáng kỳ lạ, đi tới trước một tên đại hán cương khí cảnh ngũ trọng thiên, lạnh giọng hỏi, ngươi. Muốn chết hay muốn sống? Ta, ta muốn giết ngươi. Đại hán sắc mặt hung ác, không chút do dự chém ra một đao. Kẻ này là một cao thủ cương khí cảnh ngũ trọng thiên, cơ thể trúng độc lạc tiên thảo, không thể sử dụng nguyên lực, lại bị trấn long thiên bi cướp đi mấy giai bị, hiện giờ thực lực chưa đầy một thành, nhưng vẫn không chút do dự lựa chọn vung đao chém tới phía phong tiểu đao. Phong tiểu đao vẫn che mặt như trước, trong con ngươi băng lãnh lộ ra vẻ khinh thường, kẻ trước mặt khi toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, hiện giờ đã như nỏ mạnh hết đã còn muốn phản kháng, quả thực là quá buồn cười. Hắn cũng có ý biểu hiện trước mặt phong liệt một phen, Loan đao trong tay vung lên một đao thức xinh đẹp, một đạo tia sáng màu bạc xuất hiện. Lập tức, chi nghe, phốc, một tiếng, đầu tên đại hán kia bay lên trời, rơi xuống, lằn lòng lốc trên mặt đất, đại đao trong tay hắn vẫn vung trên không trung, khó mà hạ xuống. Phong Tiểu Đao khẽ hừ một tiếng, đi về phía mục tiêu tiếp theo. Tiếp theo, hắn cũng dứt khoát không hỏi, trực tiếp vung đao chém một tên gia hỏa thần sắc còn chút do dự thành hai mảnh. Dù sao chủ nhân đã nói khuất phục thì đi tới trước nhận chủ, không làm gì đương nhiên đều đáng chết. Tiếp theo, Phong Tiểu Đao không nói câu nào liên tiếp chém chết năm sáu người, quả thực giống như giết gà, dễ dàng vô cùng. Phong liệt sắc mặt lạnh nhạt quan sát tình hình, mười mấy tên võ giả tiến tới trước thiên bi tiến hành khế ước nhận chủ, từng đạo kim quang bay vào trong đầu hắn. Kỳ thật giờ phút này nếu hắn tự mình động thủ khẳng định sẽ đơn giản hơn phong tiểu đao. E là đã có quá nửa chịu khuất phục. Chỉ có điều hắn không muốn mạo hiểm. Cũng không biết là phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy phía dưới có một ánh mắt khiến hắn cảm thấy bất an nhưng tìm kỹ càng lại không tìm thấy nơi phát ra ánh mắt kia cẩn thận thì sống lâu nếu như lật thuyền trong mương vậy cũng quá buồn cười rồi cho nên hắn để phong tiểu đao ra tay dù sao hắn không thiếu thời gian và tính kiên nhẫn những tên long vũ giả phía dưới thấy tình hình như vậy vừa giận vừa sợ lại không thể tránh được đánh thì không lại trốn cũng không thoát nguyên lực trong cơ thể không ngừng xói mòn mà phong tiểu đao giống như sói và bầy dê, giết những tên long vũ giả không thể sử dụng nguyên lực mà nói căn bản chỉ cần một đao một tên. Tình cảnh như vậy khiến người ta phải tuyệt vọng. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều người lựa chọn khuất phục, đi tới dưới thiên bia, giao ra linh hồn chi hỏa, trở thành nô bộc của phong liệt. 30, 40, 50, 60, 70 Tình hình như vậy khiến phong liệt có phần thỏa mãn nhưng ngay sau đó phong tiểu đao gặp phải phiền toái bị ba tên cao thủ cương khí cảnh không trúng độc vây công ba tên võ giả này tuy tu vi không bằng phong tiểu đao nhưng ba người liên thủ khiến hắn có chút khó giải quyết trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại phong liệt thấy vậy trên mặt mỉm cười hắn đạp một cước xuống thiên bia lập tức có ba đạo thanh sắc bia ảnh xuất hiện đánh vào đầu ba tên võ giả kia khiến bọn hắn không kịp phản ứng rầm rầm Đầm. ba tiếng nổ vang, ba cái đầu lập tức nổ thành huyết vụ, ba tên võ giả thực lực không kém chết đi. một chiêu đó của Phong Liệt khiến thân hình mọi người run lên, trong lòng sợ hãi hơn vài phần, những kẻ do dự không quyết cũng dần vội vàng đi về phía thiên bia. thậm chí giờ khắc này ngay cả Lôi Hạo Thiên cùng một tên Hắc Long Vũ giả thần thông cảnh lục trọng thiên cũng lựa chọn khuất phục. điều này không khỏi khiến Phong Liệt mừng thầm hắn vốn còn tưởng cần phải ra tay thêm lần nữa với năm tên cao thủ thần thông cảnh chết đứng còn không bằng sống quỳ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt trên thế giới này người sợ chết luôn nhiều hơn người không sợ chết chỉ trong chốc lát đã có hơn trăm người khuất phục dưới dâm uy của phong liệt phong liệt quét mắt nhìn mọi người các vị các ngươi nhận ta làm chủ cũng chỉ là tạm thời nếu biểu hiện của các ngươi tốt ta sẽ giải trừ khế ước này trả lại thân phận tự do cho các ngươi hơn nữa phong liệt ta cũng tuyệt không bạc đãi Chỉ cần các ngươi đủ trung thành vậy mỗi người đều có cơ hội tu luyện chiến kỹ thiên cấp viêm ma đồ long kỹ. Vừa nói, hắn vừa lấy một quyển sách kim quan chói lọi chia ra. Lời đấy thật sao? Ngày sau ngươi sẽ giải trừ khế ước. Cái gì? Chiến kỹ thiên cấp viêm ma đồ long kỹ, đó chẳng phải mới từ phiêu miểu tiên cung lưu tán ra hay sao? Sao lại ở trong tay phong liệt? Đúng vậy, đích thực là viêm ma đồ long kỷ, ngày trước ta từng thấy qua. Chiến kỷ thiên cấp nha. Lão tử nhất định phải học được. Trời ơi! Không ngờ phong liệt chẳng những chiếm được luyện hồn ma khải mà còn chiếm được chiến kỷ thiên cấp. Được. Lão tử nhận ngươi làm chủ. Phong liệt lúc trước đã uy hiếp hơn trăm người thỏa hiệp, giờ khắc này dùng lợi dụ khiến không ai lỡ từ chối. Đừng nói trước mắt mọi người đã bị phong liệt ép tới bước đường cùng, cho dù là phong liệt tùy tiện trên đường hô ai hiệu trung với ta ta sẽ truyền chiến kỹ thiên cấp cho hắn thì cũng có vô số người xếp hàng đi theo. Sau khi kinh hô, tất cả võ giả vọt tới, nhận phong liệt làm chủ. Trong thời gian ngắn, số lượng nô bộc của phong liệt đã đạt tới hơn 170 người, còn lại hơn 20 người bị phong tiểu đao làm thịt mất, chỉ có không đầy 50 người vẫn gắn gượng chống đỡ. Phong liệt không để ý tới mọi người, hắn nhắm mắt lại, tâm thần lặng lẽ chú ý tới chưa đầy 50 người kia, muốn tìm ra nơi khí tức nguy hiểm phát ra. Sau một hồi hắn tập trung vào ba người. Chương 449, Bán Giang Hồng, 1 Người thứ nhất là một nữ tử che đậy dung mạo, tu vị cũng không rõ, trên người nàng tựa hồ có một dị bảo có thể làm chậm quá trình nguyên lực xói mòn. Người thứ hai là một tên ma long vũ giả thần thông cảnh ngũ trọng thiên. Phong liệt phát hiện có lẽ tên này đã hóa giải được độc tính của lạc tiên thảo, đã có thể vận chuyển một chút nguyên lực phong bế, không thể khinh thường. Kẻ thứ ba là một lão giả thiếu một chân, tóc tím mắt tím, tu vi không rõ, thoạt nhìn trên người đã không còn nguyên lực chấn động, tự hồ thân thể tùy thời có thể suy kiệt, đi đời nhà ma. Nhưng chẳng hiểu tại sao Phong Liệt lại cảm thấy trên người lão giả này có điều gì đó bất thường. Về phần Lam Vân Điệp cùng một tên Hỏa Long Vũ giả thần thông cảnh tam trọng thiên cuối cùng vẫn đang đau khổ kiên trì, bên người chồng chất chai lọ, tự hồ vẫn nghĩ việc giải độc tính của Lạc Tiên thảo, sau đó đuổi giết Phong Liệt. Hư! Lão tử muốn xem các ngươi làm được trò trống gì. Phong Liệt thầm hừ một tiếng, quyết định dùng Bất Biến ứng Vạn biến. Ở trong không gian Long Ngục hắn đã ở vào thế bất bại, chỉ cần không bị người khác giết chết trong nháy mắt vậy người cuối cùng thắng đương nhiên là hắn huống chi giờ khắc này bầu không khí ngoại giới vô cùng quỷ dị không thích hợp đi ra ngoài hắn rất có tính kiên nhẫn đúng lúc này đột nhiên có một đạo hắc ảnh bay lên không trung nhanh như chớp lao về phía phong liệt uy áp mạnh mẽ tỏa ra khiến cho đám cao thủ cương khí cảnh ở dưới sợ hãi không thôi mọi người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một tên ma long vũ giả thần thông cảnh tứ trọng thiên đánh về phía phong liệt bốn đầu hư ảnh ma long dài mười trượng sau lưng gào thét uy thế kinh người phong liệt chỉ bằng một con sâu cái kiến như ngươi cũng muốn bản tòa nhận làm chủ nhân hư chết đi thiên chấn cường giả thần thông cảnh hét lớn một tiếng thân thể ầm ầm chấn động khi cách phong liệt mấy trăm trượng liền thi triển đại thần thông thiên chấn lập tức hư không chấn động quy thế khủng bố nhanh chóng đánh về phía phong liệt hả nhanh như vậy giải được độc tính của lạc tiên thảo cũng coi như có chút thủ đoạn chỉ có điều như vậy càng khiến ngươi chết nhanh hơn. Phong liệt dương mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không sợ hãi, trên khóe miệng còn có một tia khinh thường. Tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, chỉ thấy hư không lắc lư chấn động không thôi khi lan gần tới người phong liệt thì đột nhiên phong liệt đột nhiên biến mất không thấy. Ngay cả tấm bia đá ngàn trượng kia cũng biến mất theo. Tên cường giả thần thông cảnh kia đột nhiên mấy đi mục tiêu không khỏi sững sờ, ánh mắt lạnh lùng vội đảo quanh tìm thân ảnh phong liệt, sau đó đuổi giết. Phong liệt. Giấu đầu hở đuôi coi gì là bổn sự. Chẳng phải ngươi muốn bản tọa nhận ngươi làm chủ nhân hay sao? Chỉ cần đánh thắng ta, bản tọa về sau. Tên cường giả thần thông cảnh này sử dụng tinh thần lực tìm tội bốn phía, nhưng không phát hiện ra phong liệt, nhãn châu xoay động, mở miền khiêu khích. Chỉ có điều không đợi hắn nói xong từ trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cổ kình phong thét gào hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một tấm bia đá màu xanh lớn năm trượng đang từ trên giáng xuống, hung hăng đánh về phía hắn. Trong lòng cả kinh, tấm bia đá này giống như trống rỗng xuất hiện, khiến hắn căn bản không kịp trốn tránh, vội vàng dùng hai tay giao nhau che ở trước ngực. Âm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mọi người chỉ thấy cường giả thần thông cảnh kia như một đạo lưu tinh màu đen từ trên trời lao nhanh xuống đất, cuối cùng rầm một tiếng, thân thể va chạm mạnh vào đại địa, lún sâu ba thước. Ngay sau đó, không đợi hắn đứng dậy thì tấm bia đá khổng lồ kia đã giáng xuống. Rầm một tiếng thật lớn. Tấm bia đá kia đâm sâu vào mặt đất, trực tiếp đè tên cao thủ kia ở bên dưới. Phong liệt đứng trên tấm bia đá, cười lạnh không thôi. Những kẻ còn chưa quy thuận chứng kiến phong liệt trấn áp một tên cường giả thần thông cảnh tứ trọng thiên dưới mặt đất, trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời càng thêm tuyệt vọng, ánh mắt lập lệ như đang suy nghĩ điều gì. Tiếp theo, trong lòng phong liệt khẽ động, một cổ hấp lực khổng lồ tỏa ra, tên cao thủ thần thông cảnh bị trấn áp ở dưới lập tức cảm thấy nguyên lực trong cơ thể như nước vỡ đê tràn ra, tất cả đều chảy vào trong bia đá. Chỉ trong nháy mắt hắn đã giảm xuống hai giai. Tốc độ như vậy quả thực khiến người ta phải sợ hãi, chỉ e không cần một phút cũng đã đủ để hắn biến thành một bộ xương khô. Phong liệt. Ta nhận thua ta nguyện ý bái ngươi làm chủ nhân. mau dừng tay. dưới mặt đất truyền tới tiếng rống hoảng sợ của người nọ. vậy mau lên, còn cần ta phải dạy ngươi làm thế nào sao? phong liệt bật cười. được được. người nọ vội vàng dâng ra một đoàn linh hồn chi hỏa, hóa thành một đạo kim quang chui vào cơ thể phong liệt. phong liệt hài lòng cười cười, lúc này mới thu hồi bia đá, thả người nọ ra. lúc này tên thần thông cảnh kia bị đánh tới khuôn mặt trung niên tuấn giật trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trên người hắn quần áo vỡ nát, một kiện chiến giáp huyền bảo nhất phẩm nhiều nơi tan vỡ, toàn thân loang lỗ vết máu, chật vật vô cùng. Kỳ thật, nếu như Phong Liệt muốn giết hắn vậy một kích trên không kia cũng đủ đánh đối phương thành cho bụi, nhưng Phong Liệt không muốn lãng phí một tên tay chân thần thông cảnh, vì vậy chỉ thi triển năm thành lực đạo mà thôi. Ô! Ngươi là người Lý Gia phong liệt nhìn người này ánh mắt nheo lại hoài nghi hỏi lúc này hắn nhìn tướng mạo đối phương cảm thấy có phần quen mắt xác thực mà nói thì người này giống lý thiên ký vài phần trung niên nhân do dự một chút rồi đáp đúng vậy tại hạ lý thiên hùng xuất thân từ ma vũ viện lý gia hừ chẳng cách thích giấu đầu hở đuôi phong liệt khẽ hừ một tiếng lại hỏi ngươi có quan hệ gì với lý thiên ký hắn là lục ca của ta ta đứng thứ tám Lý Thiên Hùng sững sờ một chút rồi đáp. Hắn cũng không phải không muốn đột nhiên ra tay tiêu diệt phong liệt, nhưng hắn cảm thấy mạng nhỏ của mình hoàn toàn nằm trong tay đối phương, chỉ cần khẽ động ý nghĩ là hắn đi tông. Linh hồn hắn giờ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la. Tùy lúc có thể thuyền hủy người vong, trong lòng không dám có tâm tư phản kháng. Hả? Phong liệt nghe Lý Thiên Hùng trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không giết chết đối phương quả thực là tìm hoài mà chả thấy hắn muốn tìm hiểu huyền bí của thiên tru lệnh bài nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối gì lý thiên hùng là dòng chính lý gia nói không chừng về sau có trọng dụng được rồi lý thiên hùng ta giao cho ngươi một nhiệm vụ giết sạch những người còn lại phong liệt lạnh nhạt phân phó vâng lý thiên hùng cắn răng lập tức động thân bay về phía xa. Chưa đầy 50 người còn lại thấy Lý Thiên Hùng bay tới, tất cả đều kinh hãi không thôi, liên tục hô lên muốn nhận phong liệt làm chủ. Tiếp theo dưới sự cưỡng bức của Lý Thiên Hùng, ngoài trừ mấy tên bị giết chết thì đại đa phần đều lựa chọn quy hàng. Trong nhát mắt chưa tỏ rõ thái độ chỉ còn có Lam Vân Điệp, nữ tử thần bí cùng với lão giả kia, ba người này đương nhiên bị Lý Thiên Hùng xếp vào danh sách phải chết. Jack, H -I g HIEF mà Long Phiên Phiên tác giả Hủ Thiên Ngạc chương 449, Bản Giang Hồng, một nhóm dịch, Black Sưu tầm bi si nguồn, viết van đan người thứ nhất là một nữ tử che đậy dung mạo. Tu vị cũng không rõ, trên người nàng tự hồ có một dị bảo có thể làm chậm quá trình nguyên lực xói mòn. Người thứ hai là một tên ma long vũ giả thần thông cảnh ngũ trọng thiên, phong liệt phát hiện có lẽ tên này đã hóa giải được độc tính của lạc tiên thảo, đã có thể vận chuyển một chút nguyên lực phong bế, không thể khinh thường kẻ thứ ba là một lão giả thiếu một chân, tóc tím mắt tím, tu vi không rõ, thoạt nhìn trên người đã không còn nguyên lực chấn động, tự hồ thân thể tùy thời có thể suy kiệt, đi đời nhà ma. Nhưng chẳng hiểu tại sao Phong Liệt lại cảm thấy trên người lão giả này có điều gì đó bất thường. Về phần Lam Vân Điệp cùng một tên hỏa long vũ giả thần thông cảnh tam trọng thiên cuối cùng vẫn đang đau khổ kiên trì, bên người chồng chất chai lọ, tự hồ vẫn nghĩ việc giải độc tính của lạc tiên thảo, sau đó đuổi giết phong liệt hư. Lão tử muốn xem các ngươi làm được trò trống gì. Phong liệt thầm hừ một tiếng, quyết định dùng bất biến ứng vạn biến. Ở trong không gian long ngục hắn đã ở vào thế bất bại, chỉ cần không bị người khác giết chết trong nháy mắt vậy người cuối cùng thắng đương nhiên là hắn. Huống chi giờ khắc này bầu không khí ngoại giới vô cùng quỷ dị, không thích hợp đi ra ngoài. Hắn rất có tính kiên nhẫn. Đúng lúc này đột nhiên có một đạo hắc ảnh bay lên không trung, nhanh như chớp lao về phía Phong Liệt, uy áp mạnh mẽ tỏa ra khiến cho đám cao thủ cương khí cảnh ở dưới sợ hãi không thôi. Mọi người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tên ma Long Vũ giả thần thông cảnh tứ trọng thiên đánh về phía Phong Liệt, bốn đầu hư ảnh ma Long dài mười trượng sau lưng gào thét, uy thế kinh người. Phong Liệt, chỉ bằng một con sâu cái kiến như ngươi cũng muốn bản tòa nhận làm chủ nhân? Hư, chết đi! Thiên Chấn. Cường giả thần thông cảnh hét lớn một tiếng, thân thể ầm ầm chấn động. Khi cách Phong Liệt mấy trăm trượng liền thi triển đại thần thông thiên chấn. Lập tức, hư không chấn động, quy thế khủng bố nhanh chóng đánh về phía Phong Liệt. "Hả?" Nhanh như vậy giải được độc tính của Lạc Tiên thảo, cũng coi như có chút thủ đoạn, chỉ có điều như vậy càng khiến ngươi chết nhanh hơn. Phong Liệt dương mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo không sợ hãi, trên khóe miệng còn có một tia khinh thường tiếp theo, dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người, chỉ thấy hư không lắc lư chấn động không thôi khi lan gần tới người phong liệt thì đột nhiên phong liệt đột nhiên biến mất không thấy. Ngay cả tấm bia đá ngàn trượng kia cũng biến mất theo. Tên cường giả thần thông cảnh kia đột nhiên mấy đi mục tiêu không khỏi sững sờ, ánh mắt lạnh lùng vội đảo quanh tìm thân ảnh phong liệt, sau đó đuổi giết. Phong liệt. Giấu đầu hở đuôi coi gì là bổn sự. Chẳng phải ngươi muốn bản tọa nhận ngươi làm chủ nhân hay sao? chỉ cần đánh thắng ta bản tọa về sau tên cường giả thần thông cảnh này sử dụng tinh thần lực tìm tòi bốn phía nhưng không phát hiện ra phong liệt nhãn châu xoay động mở miền khiêu khích chỉ có điều không đợi hắn nói xong từ trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cổ kình phong thét gào hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một tấm bia đá màu xanh lớn năm trượng đang từ trên dáng xuống hung hăng đánh về phía hắn trong lòng cả kinh tấm bia đá này giống như trống rỗng xuất hiện khiến hắn căn bản không kịp trốn tránh vội vàng dùng hai tay giao nhau che ở trước ngực âm một tiếng nổ lớn vang lên mọi người chỉ thấy cường giả thần thông cảnh kia như một đạo lưu tinh màu đen từ trên trời lao nhanh xuống đất cuối cùng rầm một tiếng thân thể va chạm mạnh vào đại địa lún sâu ba thước ngay sau đó không đợi hắn đứng dậy thì tấm bia đá khổng lồ kia đã giáng xuống rầm một tiếng thật lớn tấm bia đá kia đâm sâu vào mặt đất trực tiếp đè tên cao thủ kia ở bên dưới. Phong Liệt đứng trên tấm bia đá, cười lạnh không thôi. Những kẻ còn chưa quy thuận chứng kiến Phong Liệt trấn áp một tên cường giả thần thông cảnh tứ trọng thiên dưới mặt đất, trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời càng thêm tuyệt vọng, ánh mắt lập loè như đang suy nghĩ điều gì. Tiếp theo, trong lòng Phong Liệt khẽ động, một cổ hấp lực khổng lồ tỏa ra, tên cao thủ thần thông cảnh bị trấn áp ở dưới lập tức cảm thấy nguyên lực trong cơ thể như nước vỡ đê tràn ra tất cả đều chảy vào trong bia đá. Chỉ trong nháy mắt hắn đã giảm xuống hai giai. Tốc độ như vậy quả thực khiến người ta phải sợ hãi, chỉ e không cần một phút cũng đã đủ để hắn biến thành một bộ xương khô. Phong liệt, ta nhận thua, ta nguyện ý bái ngươi làm chủ nhân. Mau dừng tay. Dưới mặt đất truyền tới tiếng rống hoảng sợ của người nọ. Vậy mau lên, còn cần ta phải dạy ngươi làm thế nào sao? Phong liệt bật cười được được người nọ vội vàng dâng ra một đoàn linh hồn chi hỏa hóa thành một đạo kim quang chui vào cơ thể phong liệt phong liệt hài lòng cười cười lúc này mới thu hồi bia đá thả người nọ ra lúc này tên thần thông cảnh kia bị đánh tới khuôn mặt trung niên tuấn giật trắng bệt trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi trên người hắn quần áo vỡ nát một kiện chiến giáp huyền bảo nhất phẩm nhiều nơi tan vỡ toàn thân loang lổ vết máu chật vật vô cùng kỳ thật nếu như Phong Liệt muốn giết hắn vậy một kích trên không kia cũng đủ đánh đối phương thành cho bụi, nhưng Phong Liệt không muốn lãng phí một tên tay chân thần thông cảnh, vì vậy chỉ thi triển năm thành lực đạo mà thôi. Ô! Ngươi là, người Lý Gia. Phong Liệt nhìn người này, ánh mắt nheo lại, hoài nghi hỏi. Lúc này hắn nhìn tướng mạo đối phương cảm thấy có phần quen mắt. Xác thực mà nói thì người này giống Lý Thiên Ký vài phần. Trung niên nhân do dự một chút rồi đáp, đúng vậy, tại hạ lý thiên hùng xuất thân từ ma vũ viện lý gia hừ chẳng cách thích giấu đầu hở đuôi phong liệt khẽ hừ một tiếng lại hỏi ngươi có quan hệ gì với lý thiên ký hắn là lục ca của ta ta đứng thứ tám lý thiên hùng sững sờ một chút rồi đáp hắn cũng không phải không muốn đột nhiên ra tay tiêu diệt phong liệt nhưng hắn cảm thấy mạng nhỏ của mình hoàn toàn nằm trong tay đối phương chỉ cần khẽ động ý nghĩ là hắn đi tông Linh hồn hắn giờ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bao la. Tùy lúc có thể thuyền hủy người vong, trong lòng không dám có tâm tư phản kháng. Hả? Phong liệt nghe Lý Thiên Hùng trả lời, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, âm thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi không giết chết đối phương. Quả thực là tìm hoài mà chả thấy. Hắn muốn tìm hiểu huyền bí của thiên tru lệnh bài, nhưng vẫn không tìm ra chút manh mối gì. Lý Thiên Hùng là dòng chính lý gia nói không chừng về sau có trọng dụng. Được rồi, Lý Thiên Hùng, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, giết sạch những người còn lại. Phong liệt lạnh nhạt phân phó. Vâng. Lý Thiên Hùng cắn răng, lập tức động thân, bay về phía xa. Chưa đầy 50 người còn lại thấy Lý Thiên Hùng bay tới, tất cả đều kinh hãi không thôi, liên tục hô lên muốn nhận phong liệt làm chủ. Tiếp theo dưới sự cưỡng bức của Lý Thiên Hùng, ngoại trừ mấy tên bị giết chết thì đại đa phần đều lựa chọn quy hàng. Trong nhát mắt, chưa tỏ rõ thái độ chỉ còn có Lam Vân Điệp, nữ tử thần bí cùng với lão giả kia, ba người này đương nhiên bị Lý Thiên Hùng xếp vào danh sách phải chết. Chương 450, Bán Giang Hồng, 2 Nội dung chứa trong ảnh chương 451, vướng tay vướng chân. Giờ khắc này trong lòng phong liệt kinh hải không thôi, hắn không đề phòng bị trúng một trưởng, bởi vì chưa biến ảo hắc ám chi thân, dù có luyện hồn ma khải hộ thể nhưng cũng khiến ngủ tạng lệch vị trí, miệng phun máu tươi. Lúc này thấy bán giang hồng tiếp tục tiến tới, hắn nào dám tiếp tục trúng chiêu. Ngay lập tức, hắn biến mất trong không trung. Bán giang hồng bắt hút, không khỏi nhíu mày, tinh thần mạnh mẽ quét khắp không gian long ngục, cũng lập tức phát hiện ra hành tung của Phong Liệt. Giờ khắc này Phong Liệt đã ở ngoài ngàn trượng, biên giới không gian. Hư Ta muốn xem ngươi có thể trốn đi đâu. Bán Giang Hồng cười lạnh một chút. Ngay sau đó biến mất. Phong Liệt xuất hiện ở biên giới không gian, chưa kịp thở một hơi thì thấy Bán Giang Hồng biến mất, lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng chuyển qua một nơi khác. Mà ngay khi hắn biến mất, thân ảnh của Bán Giang Hồng cũng xuất hiện, quả thực là hung hiểm vạn phần. Bà mẹ nó. Sao tốc độ lão gia hỏa này lại nhanh tới vậy? Phong liệt không khỏi hoảng sợ, hắn cũng không dám có chút bất cẩn, không lưu lại một giây, thân hình liên tục thoáng hiện trong không gian, tuyệt đối không để bán giang hồng bắt được vị trí của mình. Một chiêu này quả thực có chút hữu hiệu, dù nguyên lực hùng hậu nhưng bán giang hồng cũng không dám di chuyển loạn bên trong không gian. Nhất là trong đây không có chút nguyên khí nào, hắn cũng không dám tùy ý tiêu hao thể lực, không thể không đứng lại, đứng trên không trung, nhíu mày. Giờ khắc này, Lý Thiên Hùng, Phong Tiểu Đao cùng 200 tên võ giả đã nhận Phong Liệt làm chủ không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Từ khi bọn chúng nhận chủ, bọn chúng liền cảm thấy vận mệnh của mình gắn liền với Phong Liệt, một khi Phong Liệt chết vậy bọn hắn cũng khó mà sống được, vì vậy lo lắng không thôi. Chỉ có nữ tử thần bí ở biên giới kia không sợ hãi, tự hồ không để trong lòng việc sống chết của phong liệt và bán giang hồng, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tò mò. Nữ tử tướng mạo này bình thường, nhiều nhất chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng hai mắt đặc biệt linh động, tư thái có chút thước tha. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là khí chất đạm mạc trên người nàng, từ đầu đến cuối trong mắt nàng không có chút sợ hãi, cho dù là trấn long thiên bia cũng không thể khiến nguyên lực trong cơ thể nàng sói mòn bao nhiêu hơn nữa tu vi của nàng ta cũng khiến người khác đoán không ra. Phụ thân nói không sai, giới trẻ tuổi ở ngoại giới cũng có cao thủ, tên phong liệt này nhìn qua mới chỉ 20 tuổi, nếu không dùng lá bài tẩy e là ta cũng không phải đối thủ của hắn. Ai, chẳng qua không gian này có chút phiền phức, có nên mời phụ thân tới đón ta hay không? Ừm, vẫn là thôi đi. Mới rời nhà ba ngày đã bị người khác bắt, quá mất mặt rồi. Nữ tử khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe, tự nói với mình. Phong liệt. Lão Phu đã đặc biệt khai ân, nếu ngươi không biết tốt xấu vậy chỉ có con đường chết. Bán Giang Hồng đứng giữa không trung, lạnh giọng quát. Hư. Lão gia hỏa, ai chết ai sống còn chưa rõ đâu. Phong liệt biến ảo hắc ám chi thân, vừa không ngừng biến đổi phương vị, trong lòng vừa suy nghĩ đối sách. Không trách hỏa mãn vương là cường giả bác trọng thiên cũng kiên kỵ tên bán giang hồng này lão gia hỏa này quả nhiên không dễ chọc. Hỏa mãn vương chết tiệt, không biết chạy đi đâu rồi, lâu như vậy vẫn chưa về cứu giá. Tốc độ của bán giang hồng quả thực nhanh tới cực hạn, phong liệt nghĩ cho dù bất luận công kích gì của mình cũng phí công, người ta lắc mình một cái đã đi xa trăm trượng, sao có thể đánh trúng được. Hắn cũng từng nghĩ thoát ra không gian bên ngoài, dùng trấn long thiên bia mài chết bán giang hồng, nhưng hắn lại hoảng sợ phát hiện âm khí trong tiểu cốc đã nồng đậm tới mức kinh người thậm chí trên núi đá trong tiểu cốc đã xuất hiện băng vụ âm khí, thứ kia trong sơn động khí thế mạnh mẽ hơn bán giang hồng cả trăm lần. Hung lệ vô song, tuyệt đối không phải nhân loại. Vạn nhất mình vừa xuất hiện đã bị nó bắt được vậy thì xong rồi. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên phong liệt có một chủ ý, hừ. Tốc độ nhanh thì sao? Khi không còn nguyên lực lão tử muốn xem ngươi nhanh đến mức nào. Tiếp theo, phong liệt đột nhiên phóng ra hắc vụ trăm trượng, đồng thời thanh âm phiêu đảng trong không gian, bán gian hồng, lão tử ở đây chờ ngươi, có bản lĩnh thì tới đây bắt ta đi. Nghe giọng nói khiêu khích của phong liệt, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn đoạn khói đen kia. Khi trước phong liệt bị bán gian hồng truy đuổi, chẳng khác nào chó nhà có tan, quả thực khiến mọi người lo lắng. Giờ khắc này không rõ phong liệt có thủ đoạn gì mà lại dám khiêu chiến một vua sát thủ hóa đang cảnh tam trọng thiên. Tiểu tử, có thủ đoạn gì thì cứ thi triển. Trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả những tài mọn kia đều chỉ là trò mèo. Bán Giang Hồng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng có chút vui vẻ. Hắn cũng không sợ phong liệt thi triển thủ đoạn đối phó với mình, chỉ e phong liệt vạn nhất bị mình dọa sợ, trốn đi, sau đó dùng tấm bia đá cổ quái kia tiêu hao thực lực của mình, như vậy quả thực hắn không có biện pháp nào. Ngay khi phong liệt vừa dứt lời, thân hình bán Giang Hồng lập tức lóe lên, vượt qua ngàn trường, xuất hiện trong sương mù, hơn nữa chỉ cách Phong Liệt có năm trường. Bà mẹ nó, nhanh như vậy. Đồng Tử Phong Liệt co lại, hắn đang suy nghĩ làm thế nào dụ được lão quái này. Không ngờ đối phương không nói câu gì, trực tiếp xông tới, khiến hắn không khỏi sợ hãi xông lên. Hắn theo bản năng muốn chạy trốn, khoảng cách này tương đối nguy hiểm, lão gia hỏa kia là tổ tông giết người, phất tay một cái có thể giết chết mình nhưng không đợi phong liệt biến mất, bản giang hồng đột nhiên phát hiện có điều không đúng. Mặc dù là cao thủ hóa đang cảnh nhưng ở trong hát vụ thì bất kể nhãn lực, nhĩ lực hay tinh thần lực đều bị giảm nhiều, cho dù phong liệt ở cách đó năm trượng nhưng hắn cũng không thấy rõ. Điều khiến hắn khiếp sợ chính là lúc này hắn đột nhiên cảm thấy nguyên lực trong cơ thể biến mất không thấy, đang điền trống rỗng, một tiêu nguyên lực cũng không sót lại. Đã không có nguyên lực chèo chống, đôi cánh sau lưng hắn cũng tự nhiên biến mất. Điều này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bán Giang Hồng với tư cách cường giả hóa đang cảnh, mặc dù đã sống bảy tám trăm năm nhưng mà chưa từng chứng kiến tình cảnh quái dị như vậy. Hả? Không tốt. Hắc vụ này có điểm cổ quái. Bán Giang Hồng sau khi cả kinh lập tức nghĩ rất có khả năng là đoạn hắc vụ này có vấn đề. Gặp nguy không loạn, thân hình hắn lập tức muốn rời khỏi hắc vụ thân thể cường giả hóa đang cảnh đạt tới một trình độ vô cùng kinh khủng, lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ. Phản ứng của hắn rất nhanh, một chân khẽ bật lên, lập tức nhảy cao hơn năm trượng, trở ngược mình về phía bên ngoài hắc vụ. Điều khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn là khi hắn nhảy lên ba trượng, hắn đột ngột cảm thấy nguyên lực biến mất trở về, ngay lập tức bán giang hồng tâm thần đại hỷ. Chỉ có điều hắn chưa kịp cao hứng bao lâu thì nguyên lực lại biến mất một lần nữa, khiến hắn khó hiểu vô cùng hắn không biết lúc này phong liệt đang khống chế tỏa long đài huyển hóa chỉ còn lớn 50 trượng, lập tức nâng lên 3 trượng, khiến bán giang hồng trở lại phạm vi tác dụng của tỏa long đài, cầm giữ nguyên lực của hắn.